Tối ngày 14 tháng 8, một cháu bé đang đạp xe đi quanh đường nội đô giấy biệt thự liên kề BT7 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, thì xe ô tô mang biển kiểm soát 29A23698 đổ bên đường mở cửa, nên cháu bé dừng xe. Sau vài câu như nói chuyện, bất ngờ, người đàn ông đeo khẩu trang là tài xế chiếc ô tô, bước xuống, bế cháu bé vào xe, rồi chạy mất. Công an quận Long Biên cho biết, sau khi thực hiện hành vi nghi phạm đòi tiền chuột 15 tỷ đồng, bố mẹ cháu bé đã chuẩn bị được khoảng 13 tỷ đồng. Nghi phạm yêu cầu gia đình di chuyển qua nhiều địa bàn. Hắn liên tục di chuyển qua Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam. Đến 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8, Công an quận Long Biên phối hợp với nhiều lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm ở Hà Nam. Theo Công an quận Long Biên, nghi phạm mang theo súng bắn đạn cao su khi chống trả lực lượng chức năng nghi phạm đã bắn làm bị thương ở chân một cảnh sát hình sự công an cũng phủ nhận thông tin vụ bắt cóc là do mâu thuẫn gia đình như trên mạng xã hội chia sẻ